Chuyển sang một thông tin khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một xóm trồng rau cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm nay bỗng dưng bị xóa sổ vì ngập úng nặng và kéo dài gần 2 tháng qua. Theo phản ánh của người dân thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập hy hữu tại khu vực này là do một miệng cống thoát nước bị lấp. Đặc lập giăng lưới bắt cá trên mảnh đất mà lẽ ra đang được phủ đầy rau xanh. Với nhiều hộ dân tại ấp 1 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, đây là nỗi uất ức. Theo người dân, sau đợt mưa lớn cách đây 2 tháng, cả xóm trồng rau bỗng bị nhấn chìm bởi nước cư dân mà không có lối thoát, đồng nghĩa hoa màu mất trắng. Đến thời điểm hiện tại, nước vẫn còn ngập sâu hơn nửa mét. Có gia đình phải bỏ nhà đi nơi khác, bởi nơi đây bốn bề là nước. Nhưng số ít vẫn gắn bám trụ, dù trong nhà cũng bị dòng nước làm cho tan hoang. Thì mưa ngập đó, cái cống này nè, nó bí lại, cống này trong chỗ này nè, nó bí lại đó. Thì thành ra nó ngập, mình ở không được. Bây giờ bỏ nhà cửa vậy nè, bỏ, mà đi ở nhà trọ. Mà sự cố ngập đó, rồi la giải quyết mà không được. Bây giờ thiệt hại, trắng tay, không biết sao. Theo người dân, ngập úng là do cống thoát nước duy nhất của toàn bộ khu vực đã bị một hộ dân lấp lại. Nguyên nhân là do cống nước đi qua phần đất của hộ dân này. Sự việc khiến các hộ dân thiệt hại nặng nề, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động thái nào từ chính quyền địa phương. Buồn chứ, buồn muốn khóc chứ, đừng có chịu mà tức bất cứ dành chỉ có là cái lỗ cống thôi mà làm giải quyết không được. Ở đây cũng hấu thúc, cũng lên hỏi hoài mà gì cũng thấy không có gì hết, không có gì mà gọi là giải quyết cho cái đường nước này. Nhằm làm rõ nguyên nhân vụ ngập hy hữu này, phóng viên đã tìm đến Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện này cho biết lãnh đạo bận họp và sẽ trả lời sau.